chào mừng các bạn đã đến với chương trình Nổ Não Chủ Nhật. Như thường lệ, trên kênh Sudden vào mỗi ngày chủ nhật, mình sẽ kiếm ra một cái tựa game giải đố khiến cho chúng ta phải vận động não đến mức độ là nổ luôn thì mới có thể giải được những câu đố ở trong cái tựa game đó. Nhưng riêng ngày hôm nay các bạn sẽ không cần phải giải đố nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đáp án đã được cho sẵn rồi. Ở trong tựa game có tên gọi Already Solved đã được giải ra rồi. Tên game chính xác mình sẽ để ở phần bình luận và phần mô tả để các bạn có thể tự tìm kiếm và tải về nhá. Thì ở trong tựa game này các bạn sẽ được cho luôn ngay lập tức đáp án. Đó. Đáp án của cái cục như cái viên thuốc này, làm sao nó đi từ điểm bắt đầu nó về được tới cái lá cờ. Đấy. Và mục tiêu của chúng ta sẽ phải xây dựng câu đố, tạo ra những vật cản hay là những cái tác động khác trong trò chơi để cho cái cục viên thuốc này nó đi được đúng cái con đường mà nó đã đi. Hiện giờ chúng ta sẽ có một cái block. Đó. Khi mà có block này, mình sẽ được quyền là đặt những cái block này đó vào trong cái màn chơi để có thể điều hướng cái cục viên thuốc này. Để mình xem lại cái con này nó đi nhau nhá. Ok. Nó sẽ đi theo hình zig zag, tức là nó sẽ bị cản. Ok ok, đây. Nó sẽ bị cản ở đường này. Nó đi như này, nó lên đây thì nó phải cản ở hai đường dưới. Đó. Khi được rồi, chúng ta sẽ bấm nút test kiểm tra. Yes! Mà điểm thú vị của trò chơi ấy, là sẽ có rất nhiều cách để cho các bạn khiến cho cục viên thuốc này nó đi được tới đúng vị trí điểm đến. Nhưng chúng ta phải tìm ra cách ngắn nhất, ít block nhất, cái đó mới là cái vấn đề. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn thứ hai đi. Đó, xem nào, để xem thầy đi nhà đây. Thằng này, ui dồi, thằng này nó lại đi vòng à? Sao lại đi vòng thế nhỉ? Nó khởi đầu từ ô này, tức có nghĩa là ô này bị cản. Đó. Và làm sao để cho nó phải đi vòng như thế này mà nó không từ đây nó đi vòng thẳng một mạch qua luôn, tức có nghĩa là không thể đi vào được, tức là ở ô này nó cũng không đi vào được, nó phải đi vòng như thế này. Thế sao mà được ta? Mình tưởng tượng là sẽ phải block mà mình phải cản hết như này hoặc là như này đây, chắc chắn là hai block này sẽ phải co đây để mà ép cho con này nó phải đi vòng xuống này. Thì có block cuối sẽ là ở đây. Rồi, nó sẽ như này này. Để mà nó đi như này. Thử xem được không nha. Let's go. Đúng luôn. Đó. Chuẩn vai. Rồi, bàn số 3. Đi đi em. Lần này nó lại không đi thẳng mà lại phải đi mất tốn mất 5 bước. Con này nó lại phải ngũ đi à? Đâu, có một cái ô. Một cái khối hộp mới, không phải là tường mà là một khối hộp. Không phải để làm gì ta? Thử xem nào, để xem nó tác dụng gì với cái hộp này xem nào. Wow. Mình chỉ để test vào thôi mà mình đã hoàn thành được rồi. Ảo ma vãi. Rồi, cái hộp này là sẽ một vật có thể đẩy đi được. Và khi mà nó đẩy đi thì nó sẽ đẩy một lần, sau đó nó sẽ coi cái hộp này là vật cản và nó sẽ đi lệch sang hướng khác. Ok, hiểu. Đó, sẽ là đi đâu? Trời. Mày mắc gì mà đi zig zag vậy? Tức có nghĩa là ở đây bị cản này và nó phải đi sang, nhưng mà nó lại đi vào được vật cản này. Ảo ma ta. Mà nếu nó là tường thì làm sao mà ở phát này nó lại đẩy qua được, đúng không? Tức có nghĩa là cái đó sẽ phải là một cái hộp này. Đó, thế nào, để đi thử xem nào. Ở đó nó đẩy liền luôn. Vậy thì phải có cái nào đó cho nó không thể đẩy ô này lên trước được, tức là phải có một cái tường chắn ở đây hoặc là một cái hộp khác đến đây, nó phải đẩy cái hộp này qua, nó đẩy cái hộp này lên, nó qua nó đẩy cái hộp này nó mới lên đây. Ok, tức có nghĩa là chúng ta sẽ có là một cái hộp này ở đây, một cái hộp này ở đây. Đó. Lại sang phải à? Ok, sang phải. Như vậy là mình phải có cái hộp ở đây à? Bức tường ở đây để cho nó không thể đi sang bên phải được. Quên, nó không thể đi đường này được. Vậy thì là phải có một cái bức tường chắn ở đây à? No. Bức tường này nó phải chắn ở đây chăng? Nó không lên được. Game này mới có mấy bản đầu mà khó phết đấy chứ các bạn ạ. Rồi, từ gỡ hết ra nào. Rồi, nó đang phải đi như thế này. Chắc chắn sẽ có bức tường ở đây. Từ, mình đang làm lại cái hộp nào. Đẩy qua, đẩy lên, đẩy qua đúng này. Đẩy lên đúng này. Bức tường vỡ từ ở đây. Đẩy cái này qua, đẩy cái này lên. Sau đó là kẹt đường. Nên là phải một bức tường nữa ở đây. Đẩy qua, đẩy lên. Xong rồi không đi sang bên phải được, nên phải qua đây.
lên đây đẩy qua và lên, đúng rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ủa à quên, đi thẳng luôn nhở? Ừ nhở. Nếu thế thì chưa chắc là nó phải cần cái hộp ở đây nha. Có thể hộp này nó sẽ ở bên này đi, để mà nó lên đây, nó đẩy như này, đẩy cái này vào đây đây, lên, nó đẩy qua, lên, đẩy qua. Ờ đúng rồi. Yes, let's go. Đúng thế, còn gì nữa. Ừ, chính là nó đơn giản như này thôi mà mình nghĩ mãi mới ra. Hay thật chứ. Rồi, tiếp theo nào, chúng ta sẽ có hai bàn mở ra đây, vào này đi. Multiboxing. Ồ, đường đi lạ ta. Phải đi đến 10 bước, nó sẽ đi xuống. Qua đây, đẩy lên. Rồi, nếu mà đây có cái hộp này mà nó không đẩy qua, chứng tỏ là có cái hộp nữa ở đây. Có cái hộp nữa đang bị kẹt ở đây. Rồi, sau đó nó đi này, nó đẩy lên. Ok, nó đẩy lên tiếp phát nữa, đúng. Nhưng mà không để lên phát nữa đường nữa, bởi vì có một cái hộp chắn ở đây. Đó, khi hộp chắn đây xong rồi, nó phải đi qua, lên đây. Và tại sao nó lại không đẩy qua bên này? À, nó cờ xuống qua. Ơi, thế chết được rồi nè. Vậy là có một cái hộp thứ tư. Thế quái nào mà để cho nó không đẩy cái hộp này? À, thế thì để hộp này nó ở chỗ này là nó sẽ, khi mà cái này đi xuống, nó sẽ kẹt đường, khiến cho con này không thể nào mà đi vào trong được nữa. Rồi, chuẩn bài luôn. Let's go. Let's go. Đó, hợp lý. Ok, chứ nó bài ở trong góc này đi nào. Box out. Con này nó không thể đi một phát vào cờ được. Nó lại phải đi lệch sang bên. Tức có thể là cục tường không thể ở đây được. Và là hộp để vào cờ được không? Không để vào cờ được. Ok, tức có nghĩa là chắc chắn cái hộp này nó phải ở đây. Và khi con này đi lên, nó sẽ đẩy cái hộp vào trong cái lá cờ. Và tại sao nó lại không đẩy cái hộp này vào, đẩy ra tiếp? Vì ở đây bị kẹt. Tức là có thể nó sẽ làm một cái hộp khác ở chỗ này. Nó đẩy lên cái hộp này lên và đây dính vào đây. Sau đó Nó phải đi qua bên trái. Nó lên, nhưng nó không lại đẩy, nó không đẩy cái hộp này qua nữa. Chỗ này này, hộp cái hộp này đang ở đây. Nó có thể, con này có thể đẩy cái hộp qua bên phải, nhưng mà không đẩy được, vì có một cái gì đấy chắn ở bên phải. Rồi, thêm cái hộp chắn bên phải đi. Nó nên là nó phải đi vòng lên trên để nó đẩy cái hộp này ra, và nó đi xuống để đẩy cái hộp xuống dưới. Ok, quá đơn giản luôn. Có đường ngắn hơn à? Ây cha, mình phải giải cho nó đúng, cho nó đúng với cái cách mà game đang đề ra. Tức là bây giờ mình không được đi sang phải, thế thì mình sẽ có một cái bức tường chắn ở chỗ này để nó không được quyền đi sang bên phải. Vậy tức có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải khiến cho cái nó sẽ không thể nào mà nó đi được cái đường vòng qua như này nữa, mà không đi được như vậy. Tức là đường này nó phải bị cản này. Cản ở đây phải có, tức là phải có hai cái hộp ở đây để nó dính vào nhau. Là vừa đủ luôn này. Nó sẽ đi lên. Đúng rồi, nó sẽ đi lên, nó đẩy cái này qua, đẩy cái này lên. Đẩy lên phát nữa, đẩy cái này qua và đi xuống. Ok, chuẩn luôn rồi, chuẩn bài rồi. Let's go. Đó, chuẩn bài luôn. Ra đến với bàn số 7. Trời, quyện là não vận động kinh thật chứ bạn ạ. Như thế nào đây? Hả? Bình thường nó đi nhá. Nó không đi được, tức là bị cản. Bị cái này là không, nó không thể là nhảy xuống nhảy lên được. Thế mà sao đáp án ảo ma thế nhỉ? Tức có nghĩa là nó làm sao đó để nó tạo được cái đường ở đây. Tức là cái hộp này phải ở chỗ này. Để mà nó đi, nó sẽ đẩy cái hộp này xuống dưới và nó có đường đi tiếp. Và cái hộp tiếp theo nó sẽ ở đây à? Đúng không? Chuẩn luôn nhá. Tức là nó chỉ cần đứng vào cái ô mà có cái cờ là được. Không cần phải đứng vào cái cờ. Đúng cái ô đó thôi là xong. Trời ơi. Chính là đôi khi có những bàn nó quá dễ như vậy rồi đấy. Rồi. Bàn tiếp theo. Đi vòng à? Con này nó đang ở ô trên cùng. Nó phải đi một bước xuống. Nhưng tại sao nó lại không đi ngang qua được? Như này chắc có thể là một cái bức tường ở đây. Rồi, sau đó nó nhảy, nó bị đi xuống. Mà nó lại đi lên tiếp. Tức có nghĩa là đi ô này. Xong rồi ở ô này nó có một cái hộp để nó đẩy xuống. Xong rồi có một cái hộp ở đây nữa. Và có cái hộp ở trên này luôn. Đẩy vào đây. Xong rồi có một cái tường ở đây. Cái hộp ở đây. Xong rồi cái tường ở đây. Hộp ở đây. Cứ xen kẽ như vậy. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Đúng rồi, let's go. Sao không được ấy?
À, cái hộp nó lại bị đẩy sẵn ở dưới đây rồi. Chỉ có hộp đứng trên tường thôi. Vậy thì có thể đây sẽ không phải là hộp và tường. Đây sẽ là tường không thôi. Vì có hộp sẵn rồi. Và sẽ có một cái tường nữa ở đây. Hay không, nếu mà có tường ở đây á thì nó để xuống đây rồi nó đi thẳng sang bên phải luôn rồi. Ừ đúng rồi, thì không có, không được quyền có cái tường ở đây. Thế thì làm sao để mà nó đi xuống đấy, nó vòng qua đây, xong tới đây nó đi tiếp được nhỉ? Có phải có một cái hộp nữa ở đây nữa chứ nhỉ? Vậy thì mình đang đẩy cái đường này, tức là cái đường này, cái đường ô này, cái trục dao này, cái này này, chính là cái chỗ này này, nó phải đi qua hai lần. Trên đường lần đi đầu tiên đi qua nó, không có được quyền có một cái ô nào ở chỗ này cả. Vì nếu mà có, nó sẽ đi sang qua luôn. Tức là cái này phải được tạo sau bằng một cái hộp. Nhưng mà nếu mà có hộp sẵn thì nó sẽ đi qua luôn. Nhưng mà để tạo bằng cái hộp thì phải đẩy một cái hộp nào đó từ bên này đẩy qua. Nhưng bây giờ vì mình có cái hộp này ở chỗ này rồi đẩy xuống thì hai cái hộp không chồng lên nhau được. Tức có nghĩa là cái này là tường luôn. Nó là tường luôn và mình sẽ đi đẩy đẩy đẩy. Và cái hộp nó sẽ ở đây để nó đẩy một phát xuống dưới luôn. Đúng rồi, quả này không sai được. Yes, chuẩn luôn. Đó, đẩy một phát xuống dưới và đi qua. Let's go. 7 bàn tiếp theo luôn. 8 bàn đã vượt qua bàn số 9. Ít nhất mình phải hôm nay phải chơi được 10 bàn thì mình trọn vẹn là 10 điểm. Nào. What the hell? Sao mày chơi mày đi kỳ vậy, mày đi zig zag vậy? Rồi vòng vèo như vậy chắc là có tường ở đây cả nè. Xuống như này, đẩy được lên đây. Không phải leo lên được. Ồ, nó leo lên được luôn à? Ê, tức có nghĩa là nó đang đi ở trên mặt này luôn rồi chứ không phải là leo. Không có leo liếc gì hết á. Tức có nghĩa là ngay lập tức là mình phải có một cái ở đây rồi. Nhưng mà nếu thế nó sẽ đi thẳng lên đây luôn. Tức là đây không có, đi xuống đây không có, không có. Lại đẩy hộp à? Lại là cho đẩy hộp à? Đi đây, đi đây, qua đây. Nó lên được đây. Tức là chỗ này phải có một cái tường để nó đi được lên. Xong rồi nó sẽ đi qua. Chỗ này phải chưa có gì, trên này phải chưa có gì để cho nó không thể đi thẳng lên một vạch lên luôn được. Vậy tức có nghĩa là cái này là một cái tường nữa. Sau rồi nó sẽ phải đẩy một cái hộp ở đây, đẩy xuống. Xong rồi là ê, thế thì nó lại dính ở đây là cái tường rồi. Thế nó đi thẳng một mạch lên luôn cho xong chứ gì nữa. Đúng ta. Từ từ, đẩy qua đây. Tường ở đây. Hộp ở đây. Đẩy, đẩy. Đẩy ở đây. Hộp ở cái này. Xuống. Thẳng lên. À, phải có cái tường ở đây để cho nó đẩy, nó mà đẩy lên là nó kẹt đường luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay nếu mà ngay từ đầu nó mà thằng này nó mà đi lên đây, đẩy cái hộp này xuống, đẩy cái hộp này lên là nó kẹt đường, nó không thể đi tiếp được. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục này, nó sẽ đi như này, đi vào đây để hộp, để cái hộp này xuống dưới này, đi lên, đi qua một cái ở đây, cái hộp này phải có ở đây và bức tường. Ê, nếu mà tường nó ở đây thì nó xuống cái này nó đi một mạch về đích rồi. Khó ta. Tức là tường ở đây, đúng rồi. Nó sẽ đẩy, đẩy cái hộp xuống dưới cùng luôn. Rồi, không sai được. À, ừ nhở. Nó đâu phải chọn là đi qua đây đâu. Không chọn là đi xuống bên này. Nó sẽ đi thẳng lên đây luôn. Vì đây có đường. Nếu mà đây có đường vậy, như vậy là chỗ này phải không có đường. Phải không có đường. Nhưng mà nếu mà không có đường mà có cái hộp sẵn ở chỗ này rồi. Cái hộp vừa nãy mình đẩy. Cái hộp này. Thì lúc nó đến đây, nó sẽ đẩy cái hộp xuống luôn để nó đi cho nhanh. Tức có nghĩa là mà có một cái hộp nó nằm ở đây sẵn rồi để mà cho nó không thể nào nó đẩy được cái hộp này vào. Tức có nghĩa là bức tường nó phải ở đây và có cái hộp ở chỗ này để mà nó đi qua đây, nó phải bắt buộc nó phải đi sang bên trái, nó không đẩy được cái hộp này lên, bắt buộc nó phải đẩy hộp sang bên phải. Đó, bắt buộc phải đẩy hộp sang bên phải để nó đi qua đường bên phải, đi ở đây nó đẩy cái này xuống, đẩy xuống xong phải có một cái tường nữa và trong đó có cái hộp nữa để tạo đường ở đây luôn, để lúc đấy mới tạo đường được đi vào đây. Tức là cái hộp ở đây. Rồi, tức là mình chỉ có được một hộp duy nhất ở đây thôi để dùng. Thế thì đúng rồi. Cái này luôn. Chỉ cần một hộp thôi. Đường này là tường hết. Rồi, chuẩn luôn. Let's go. Đó, đúng rồi. Đẩy xuống, lên, đẩy xuống, đẩy xuống và đi về. Yes! Bàn số 10, bàn nào đây? Ok, mình sẽ chọn bàn dưới cùng rồi đi, cho nó trong góc luôn. Ủa. Ủa, bàn này vẫn quen ta. À, cái gì mà cái gì đây, mày bị ngáo à? Cái đường này mà sao mày đi gì mày đi 22 bước gì đây, xuống xuống mới lên vọng. Ok, đúng là tên của bài rèn luyện trí nhớ. Thôi được rồi, từ từ đi. Mình sẽ skip bài này, mình sẽ chơi bài trên đi. Đâu, bài trên đây có vẻ đơn giản hơn này. Là đơn giản hơn chưa? Đi lên,
xong rồi lại đi xuống, rồi đi qua. Thì đây, bây giờ mình có nút mới, tường xanh và nút xanh. Nút xanh là gì? Thử đi. À, nếu mình đi vào cái nút xanh thì cái tường xanh nó sẽ tụt xuống. Ok. Một cơ chế khá là thú vị cho bàn số 10 của mình. Bây giờ nó phải đi vào đây. Nó bị kẹt chỗ này. Bắt buộc nó phải đi lên. Rồi nó đi xuống. À, vậy là cái tường xanh sẽ ở đây. Nó cản cho không lại đi không đi được. Và làm sao để chỗ này nó không đi vòng qua? Phải có những bức tường chắn. Rồi. Khi tường chắn xong, làm sao nó phải đi lên được ta? Là nó phải tít trên này à? Đúng không? Ok. Đơn giản như là đan rổ. Trời ơi, quá easy. Bài số 10 mình tưởng có thêm cơ chế mới phức tạp như nào, nhưng không, quá đơn giản. Đấy. Như vậy mình đã hoàn thành được 10 câu đố trong cái trò chơi này. Và còn tới 28 câu đố nữa. Chưa kể là cái bài Memory Training vừa nãy chúng ta vừa mới chơi, là thấy là tôi đủ biết rằng là game này càng về sau nó càng nổ não như thế nào. Thì nếu các bạn mà thấy hứng thú tiếp tục muốn giải những câu đố của cái trò chơi này, mình sẽ để link tải game này về ở phần bình luận và phần mô tả, để những bạn nào muốn rèn luyện trí não có thể tải cái này về mà chơi tiếp nhá. Còn mình thì thôi được rồi, chủ nhật này hại não lắm rồi đó. Vậy nên mình sẽ chọn cách giải trí thư giãn bằng việc nghe nhạc. Nhưng mà với một game thủ, nghe nhạc không đủ. Mình phải chơi game trên nền nhạc mà phải có độ khó cực cao thì mình mới thỏa mãn được. Đây, mình sẽ gặp các bạn ở bên video này nhá.